Bản thân của mình thấy những người anh em của mình thành công thì cũng là những cái điều rất là tuyệt vời rồi, và SC thấy mọi người thành công thì SC rất là vui, và ngoài ra mình nó cũng sẽ là một hỗ trợ tinh thần cũng như là một cái nỗ lực cho mình để mà mình càng ngày mình càng chạy đua nhanh hơn để mà những cái lời nhận định đó sẽ được lật ngược lại thế cờ. Thật ra thì khi mà lúc đầu á, SC làm cái MV này á, SC có đề xuất với tất cả mọi người là đừng có cho SC đóng MV, bởi vì SC đã ra nhiều sản phẩm, SC đóng MV nhiều rồi, SC muốn là cái sản phẩm này nó có nhiều mặt hình ảnh hơn, nhiều tính cách nhân vật hơn, cho nên là SC đã mời rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ như là chị Võ Hằng Yến nè, chị Dân nè, rồi Tường Bi nè, rồi Quốc Anh nè, rồi ngay cả cô Minh Hiếu nữa. Thì thực ra là đây là mọi người có thể thấy là đây là những người mà những anh chị, những cô chú, anh chị, bạn bè, là những người có những cái mặt hình ảnh cũng như là tính cách rất là riêng biệt và rất là đặc biệt ở trong showbiz. Cho nên là đó là lý do tại sao SC đã vịnh vào đó, mượn mọi người một tí xíu. Còn nếu mà SC nghĩ rằng là mình đã sử dụng hình ảnh người ta đã đồng ý sử dụng cho mình sử dụng hình ảnh rồi thì mình không có gì phải sợ nữa cả, bởi vì đây vẫn là một cái sản phẩm chung của SC. SC nghĩ rằng là khi mà tất cả mọi người tạo nên một cái hiệu ứng tốt thì sản phẩm tốt thì nó sẽ tạo được cho SC một cái tên tuổi tốt thôi, chứ không có gì mà phải lo sợ cả. Thật ra thì về giống như tất cả mọi người đó, mọi người đều biết thì 365 khi mà tan rã ra thì tất cả các thành viên đều có một cái thành công nhất định hết. Và nếu mà nói là mọi người nhận định về thành viên nào đó, một thành viên nào đó là thành công hơn những thành viên còn lại, thì SC nghĩ là đó cũng là ý kiến cá nhân thôi, cho nên là SC cũng sẽ không có bàn sâu về cái chuyện này. Nhưng mà SC nghĩ là mỗi người sẽ có một cái nhận định khác nhau, và bản thân của mình thấy những người anh em của mình thành công thì cũng là những cái điều rất là tuyệt vời rồi, và SC thấy mọi người thành công thì SC rất là vui, và ngoài ra mình nó cũng sẽ là một cái hỗ trợ tinh thần cũng như là một cái nỗ lực cho mình để mà mình càng ngày mình càng chạy đua nhanh hơn để mà những cái lời nhận định đó sẽ được lật ngược lại thế cờ. Để mỗi ngày tràn đầy niềm vui thì các bạn hãy nhớ download app Tử Vi hàng ngày nha. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé. Là thân tình có xuân vui hơn gì đâu, tìm đâu ra ấm em thay phép màu. Chỉ muốn lấy chồng không còn lóng bao và lá cà. Đây là một bài hát vui, đây là một bài hát